Bài Kinh số 13 Kinh Tam Minh Devisa Sutta 518 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala, Câu Tác La cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị và đi đến một làng Bà La Môn ở Kosala tên là Manasakata. Tại đấy, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Achiravati, A Achi Trí La Phạt Để, phía bắc làng Manasakata. 519 Lúc bấy giờ, nhiều bà la môn trứ danh, nổi tiếng, đại phú hào ở tại Manasakata, như bà la môn Chanki, thượng già, bà la môn Tarutka, Dalesa, bà la môn Pokharasati, phí dạ la bà la bà la môn sanusuni sanh lậu bà la môn todeya đạo đề gia và nhiều bà la môn trứ danh nổi tiếng đại phú hào khác năm trăm lúc bấy giờ một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa thanh niên bà la môn tha bà tất xá và thanh niên bà la môn baradaza bạc la đà phản xà trong khi đi bách bộ để tỉnh dưỡng vừa đi vừa suy nghĩ tư duy thanh niên bà la môn vasetha nói đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo đó là con đường do bà la môn bokharasati giảng dạy thanh niên bà la môn paradasa nói đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Kha giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Vasetha không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Baradasa và thanh niên Bà La Môn Baradasa cũng không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Vasetha. 521 khi ấy thanh niên bà la vasetha nói với thanh niên bà la môn Bharadaja, này paradaza samon gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ thích ca nay trú ở mana sakata tại một vườn xoài trên bờ sông achiravati phía bắc làng mana sakata tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả gotama ngài là thế tôn bậc a la hán chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn này tôn giả paradasa hãy đến sa môn gotama và hỏi sa môn gotama về nghĩa lý này và sa môn gotama trả lời như thế nào chúng ta sẽ như vậy thọ trì tôn giả xin vâng Thanh niên Bà La Môn Paradasa trả lời với thanh niên Bà La Môn 522 Lúc bấy giờ, hai thanh niên Bà La Môn Vasetha và Paradasa đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Vasetha bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi trong khi đi bách bộ để tỉnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. Tôi nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Pokharasati giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Paradasa nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo đó là con đường do bà la môn tarutka giảng dạy tôn giả gotama đó là sự tranh biện đó là sự luận chấp đó là sự bất động ý kiến 523 Này Vasetha, ngươi nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến dẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo đó là con đường do bà la môn pokharasati giảng dạy còn thanh niên bà la môn paradaza nói như vậy đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo đó là con đường do bà la môn tarutkha giảng dạy này vasetha ở nơi đây trên biện về vấn đề gì luận chấp về vấn đề gì và bất động ý kiến về vấn đề gì. 524 Tôn giả Gotama về vấn đề chánh đạo và tà đạo Tôn giả Gotama nhiều bà la môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác như các vị bà la môn các vị bà la môn Titiriya, các vị bà la môn Chandoka, các vị bà la môn Chandapa, các vị bà la môn rama chariya tất cả con đường này hướng đến dẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo tôn giả gotama như gần làng hay gần thị trấn có nhiều con đường sai khác nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến làng cũng vậy tôn giả gotama nhiều bà la môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác như các bà la môn adariya các vị bà la môn titiriya các vị bà la môn chandoka các vị bà la môn chandava các vị bà la môn ramachariya tất cả con đường này hướng đến dẫn đến Cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo 525 Này Vasetha, có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này tha có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này tha có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Thế nào tha có bà la môn nào trong những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã tận mặt thấy phạm thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasettha, có tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mắt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama không có vị nào. Thế nào Vasettha, có đại tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mắt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama không có vị nào. Thế nào Vasettha có bà la môn nào cho đến bảy đời tôn sư và đại tôn sư của những vị bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã tận mắt thấy phạm thiên tôn giả gotama không có vị nào 526. thế nào này vasetha những vị tu sĩ thời cổ trong các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà những vị sáng tác các thần chú những vị trị tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trị tụng, được ngâm vịnh. Và ngày nay, những vị bà la môn tinh thông ba tập vệ đà cũng hát lên, trị tụng và ngâm giảng như các vị Athaka, Asaka, Vamaka, Bà Ma, Vamadeva, Bà Ma Đệ Bà, Vesamita, Tì Bà Thẩm Xá, Yamatagi, Gia Bà Đề Già, Angirasa, Ương Kỳ La, Paradaza, Vasetha, Kassapa, Kajip, Bagu, Bà Cửu. Những vị này có nói, chúng tôi biết, chúng tôi thấy chỗ ở Phạm Thiên, chỗ đến Phạm Thiên, chỗ đi Phạm Thiên. Tôn giả Gotama không có vị nào. 527 Này Vasetha, như vậy, ngươi nói không có một bà la môn nào trong những vị tinh thông ba tập vệ đà đã tận mặc thấy phạm thiên không có một tôn sư nào của các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã tận mặc thấy phạm thiên không có một đại tôn sư nào của các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã tận mặc thấy phạm thiên không có một bà la môn nào cho đến bảy đời tôn sư đại tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã tận mặc thấy phạm thiên trong những tu sĩ thời cổ trong các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trị tụng thần chú, mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trị tụng, được ngâm vịnh. Và ngày nay, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà cũng hát lên, trị tụng và giảng dạy như các vị Athaka, Phamaka, Phamadeva, Vesamita, Yamataji, Angirasa, Baradaja, và setha kassaba bagu không có một vị nào đã nói chúng tôi biết chúng tôi thấy phạm thiên ở đâu phạm thiên từ đâu đến phạm thiên sẽ đi đâu như vậy các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã nói chúng tôi không biết chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. 528 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác, không hợp lý? Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác, không hợp lý. Này tha những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không biết, không thấy con đường đưa đến cổng trú với Phạm Thiên mà thuyết dạy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cổng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không thể có sự kiện ấy. 529 Này tha ví như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy, này Vasetha, lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, người đầu không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy, giống như lời nói mù quáng. Lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà như vậy là lời nói đáng chê cười, là lời nói suông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. 530. Này Vasetha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà như phần đông nhiều người khác có thể thấy mặt trăng, mặt trời không? Trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán vừa đi xung quanh, vừa chắp tay và đánh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. Thưa vân, tôn giả Gotama, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà như phần đông nhiều người khác có thể thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. 531 Này Phasetha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, như phần đông nhiều người khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay, và đánh lễ chỗ mặt trăng mặt trời mọc và lặn những vị này có thể thuyết dạy con đường đưa đến sự cộng trú với mặt trăng mặt trời không đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với mặt trăng mặt trời cho những ai thực hành theo tôn giả gotama không thể được này vasetha ngươi nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà như phần đông nhiều người khác thấy mặt trăng, mặt trời. Trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán vừa đi xung quanh, vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặng. Những vị này không có thể thuyết dạy con đường đưa đến sự cộng trú với mặt trăng, mặt trời. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo. 532 ngươi cũng nói các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên các tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên các đại tôn sư các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên các bà la môn cho đến bảy đời tôn sư đại tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên ngươi cũng nói trong những tu sĩ thời cổ trong các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà những vị sáng tác các thần chú được hát lên được trì tụng được ngâm vịnh và ngày nay những bà la môn cũng hát lên trì tụng và giảng dạy như các vị athaka vamaka vamadeva vesamita yamataki angirasa baradasa vasetha kasaba bagu không có một vị nào đã nói chúng tôi biết Chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu, Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã nói. Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến cổng trú với Phạm Thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cổng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. 533 này Vasitha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác, không hợp lý? Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy. Thời lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác, không hợp lý. Lành thay, này Vasitha, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không biết không thấy con đường đưa đến cổng trú với Phạm Thiên mà thuyết dạy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cổng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không có sự kiện ấy. 534 Này Vasetha, như có người nói, tôi yêu và ái luyến một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, Này bạn, cô gái đẹp mà ông yêu và ái luyến ấy Ông có biết là người giai cấp nào, là sát đế lị hay bà la môn hay phệ xá hay thủ đà. Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp ông yêu và ái luyến ấy, ông có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung, da đen sẫm, da ngâm ngâm đen hay da hồng hào, ở tại làng nào, ấp nào hay thành phố nào. Khi được hỏi vậy, Người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, Này bạn, như vậy có phải ông đã yêu và đã ái luyến một người ông không biết, không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. 535 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là không chính xác, không hợp lý, Vâng phải, tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia là không chính xác, không hợp lý. 536 Cũng vậy, này Vasetha, ngươi nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên. Các tôn sư của các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên, các đại tôn sư của các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên các bà la môn cho đến bảy đời tôn sư đại tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên ngươi cũng nói những tu sĩ thời cổ trong các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà những vị sáng tác các thần chú những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các thần chú được hát lên được trì tụng được ngâm vịnh và ngày nay những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà cũng hát lên cũng trì tụng và giảng dạy như các vị athaka vamaka vamadeva vesamita yamataki angirasa baradasa vasetha kasaba bagu không có một vị nào đã nói chúng tôi biết chúng tôi thấy phạm thiên ở đâu phạm thiên từ đâu đến phạm thiên sẽ đi đâu như vậy các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã nói chúng tôi không biết chúng tôi không thấy con đường đưa đến Cộng trú với phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến Cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo 537 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác không hợp lý tôn giả gotama sự kiện là như vậy thời lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác không hợp lý lành thay vasetha những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không biết không thấy con đường đưa đến Cộng trú với phạm thiên mà thuyết dạy đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không có sự kiện ấy. 538 Này Vasetha, như một người muốn xây tại ngã tư đường một cái thang để leo lên lầu. Có người hỏi, Này bạn, ông muốn xây một cái thang để leo lên lầu, vậy ông có biết lầu ấy là về hướng đông hay về hướng tây hay về hướng bắc hay về hướng nam? Nhà lầu ấy cao hay thấp hay trung bình? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có người hỏi, Này bạn, như vậy có phải ông xây một cái thang để leo lên một cái lầu mà ông không biết, không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. 539 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của người kia không chính xác, không hợp lý? Vâng, phải, Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia là không chính xác, không hợp lý. 540 Cũng vậy, này Vasetha, ngươi nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên. Các tôn sư của các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được Phạm Thiên. Các đại tôn sư của các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên các bà la môn cho đến bảy đời tôn sư đại tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên ngươi cũng nói trong những ẩn sĩ thời cổ trong các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà những vị sáng tác các thần chú những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các thần chú được hát lên được trì tụng được ngâm vịnh và ngày nay những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamataki, Angirasa, Baradasa, Vasetha, Kasaba, Bagu, không có một vị nào đã nói. Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu, Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã nói, chúng tôi không biết Chúng tôi không thấy con đường đưa đến sự cộng trú với Phạm Thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. 541 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác, không hợp lý tôn giả gotama sự kiện là như vậy thời lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác không hợp lý lành thay facekta những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không biết không thấy con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên mà thuyết dạy đây là trực đạo đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo thật không có sự kiện ấy 542 Này Vasetha, như sông Achiravati này, đầy tràn cho đến bờ khiến con quả có thể uống nước. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người đứng bờ bên này kêu bờ bên kia và nói, bờ bên kia hãy lại đây, bờ bên kia hãy lại đây. 543 này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán mà bờ bên kia của sông Achiravati đến bờ bên này không? Tôn giả Gotama không thể vậy. 544 Cũng vậy, này Vasetha, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà loại bỏ những pháp tác thành bà la môn tuân theo những pháp không tác thành bà la môn những vị này đã nói chúng tôi cầu khẩn inda nhân đà la chúng tôi cầu khẩn soma toma Tô chúng tôi cầu khẩn varuna bà lưu va chúng tôi cầu khẩn isana isana chúng tôi cầu khẩn Basabati, sanh chủ chúng tôi cầu khẩn rama phạm thiên chúng tôi cầu khẩn mahidi ma hi đề chúng tôi cầu khẩn yama, ma dạ ma này vasetha những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà ấy loại bỏ những pháp tác thành bà la môn tuân theo những pháp không tác thành bà la môn vì kêu gọi vì cầu khẩn vì hy vọng vì tán thán mà sau khi thân hoại mạng chung những vị ấy sẽ cộng trú với phạm thiên thật không có sự kiện ấy 545 này Vasetha, như sông Achirapati này, đầy tràn cho đến bờ khiến con quả có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người này đứng bên bờ này, kêu bờ bên kia và nói, Bờ bên kia hãy lại đây, bờ bên kia hãy lại đây. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia vì cậu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán mà bờ bên kia của sông Achiravati đến bờ bên này không? Tôn giả Gotama không thể vậy. 546 Cũng vậy, này Vasetha có năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi dây xích, sợi dây thắng trong giới luật của Bậc Thánh thế nào là năm những sắc pháp do mắt cảm nhận khả ái mỹ miều thích thú hấp dẫn câu hữu với dục ái lạc những tiếng do tai cảm nhận vân vân những hương do mũi cảm nhận vân vân những vị do lưỡi cảm nhận vân vân những xúc do thân cảm nhận khả ái mỹ miều thích thú hấp dẫn câu hữu với dục lạc này vasetha năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy được xem là sợi dây xích sợi dây thắng trong giới luật của bậc thánh này vasetha năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà chấp trước mê đắm bị trói buộc không thấy nguy hiểm của chúng không nhận thức sự thoát ly chúng đã tận hưởng năm pháp ấy này vasetha những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà loại bỏ những pháp tác thành bà la môn tuân theo những pháp không tác thành bà la môn chấp trước mê đắm bị trói buộc không thấy nguy hiểm của chúng không nhận thức sự thoát ly chúng tận hưởng chúng bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục lạc sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với phạm thiên thật không có sự kiện ấy 547 Này Vasetha, như sông Achi Varati này đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Nhưng người này ở bên bờ này trùm đầu và nằm ngủ. Này Vasetha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có thể từ bên này của sông Achi Varati đến bờ bên kia không? Tôn giả Gotama không thể được. 548 Cũng vậy, này Vasetha có năm triền cái được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược trong giới luật của Bậc Thánh. Thế nào là năm? Dục cái, sân cái, hôn trầm thủy miên cái, trạo hối cái, nghi cái. Này Vasetha. Năm triền cái này được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. 549. Này Vaisetha, các Bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái này. Này Vaisetha, thật vậy, những Bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà loại bỏ những pháp tác thành bà la môn tuân theo những pháp không tác thành bà la môn bị chướng ngại bị truyền phường bị che đậy bị trói buộc bởi năm triền cái sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với phạm thiên thật không thể có sự kiện ấy 550 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe những bà la môn niên cao lạp trưởng, tôn sư và Đại Tôn Sư cùng nhau nói chuyện không? Phạm Thiên có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gotama không có dục ái. Có hận tâm hay không hận tâm? Tôn giả Gotama không có hận tâm. Có sân tâm hay không sân tâm? Tôn giả Gotama không có sân tâm. Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tôn giả Gotama không có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Gotama có tự tại. Devasettha, ngươi nghĩ thế nào? Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gotama có dục ái. Có hận tâm hay không hận tâm? Tôn giả Gotama có hận tâm. Có sân tâm hay không có sân tâm? tôn giả Gotama có sân tâm. Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tôn giả Gotama có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Gotama không có tự tại. Này Vasetha, ngươi nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có tham ái, phạm thiên không có tham ái. Giữa các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có tham ái, với Phạm Thiên không có tham ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gotama không thể có được. 551. Lành thay, Vasettha. Này Vasettha, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà có dục ái ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không thể có sự kiện ấy. Này Vasettha người nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có hận tâm, phạm thiên không có hận tâm, vân vân; các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có sân tâm, phạm thiên không có sân tâm, vân vân; các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có nhiễm tâm, phạm thiên không có nhiễm tâm, vân vân; các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không có tự tại, phạm thiên có tự tại. giữa các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không có tự tại với Phạm Thiên có tự tại, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gotama không thể có được. Lành thay Vasetha, này Vasetha, những vị bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không có tự tại ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không thể có sự kiện ấy. 552 Này Vasetha, ở đời, các bà la môn giàu có tinh thông ba thập vệ đà, khi các vị này ngồi với sự tự tính, thật sự đang chìm trong bụng lầy, và khi đang chìm trong bụng lầy, phải sống trong thất vọng, lầm tưởng rằng đã đến cảnh giới an lạc hơn. Do vậy, đối với những bà la môn tinh thông ba thập vệ đà, sự tinh thông ấy được gọi là bãi sa mạc không có nước, sự tinh thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có đường lối sự tinh thông ấy cũng được gọi là sự bất hạnh. 553 Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Vasetha Bạch Thế Tôn Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa Môn Gotama biết con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Chỗ này gần Manasakata, không xa Manasakata, phải không? Vâng phải, tôn giả Gotama, chỗ này gần Manasakata, không xa Manasakata. 554 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có người sinh trưởng ở Manasakata nhưng chưa bao giờ rời khỏi chỗ này. Có người hỏi con đường đưa đến Manasakata. Này Vasetha, đối với người đã sinh trưởng ở Manasakata, chắc không có gì nghi ngờ hay khó khăn thì phải. Tôn giả Gotama thật không có gì nghi ngờ hay khó khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người sinh trưởng ở Manasakata, đều biết rõ tất cả con đường đưa đến Manasakata. Này Vasetha, đối với người đã sinh trưởng Manasakata, còn có thể nghi ngờ và có khó khăn khi hỏi đến con đường đưa đến Manasakata nhưng đối với Như Lai thì không có nghi ngờ hay khó khăn gì khi hỏi đến Phạm Thiên Giới hay con đường đưa đến Phạm Thiên Giới. Này Vasetha, ta biết đến Phạm Thiên, Phạm Thiên Giới và con đường đưa đến Phạm Thiên Giới. Ta biết phương pháp thực hành để sanh vào Phạm Thiên Giới. 555 Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Vasetha Bạch Thế Tôn Tôn giả Gotama, tôi đã nghe Sa môn Gotama giảng dạy con đường đưa đến cổng trú với Phạm Thiên. Lành thay, nếu Sa môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cổng trú với Phạm Thiên, mong Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà La môn. Này Vasetha, vậy hãy lắng nghe và khéo tác ý kỹ, ta sẽ nói. Xin vâng, Tôn giả. Thanh niên Bà La môn Vasetha bạch Thế Tôn. 556 Thế Tôn thuyết như sau Này Vasetha, nay ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A-La-Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm các chúng sa môn, bà la môn, trời, người lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sinh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng như lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phường, con đường đầy những bụi đời đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ hoàn toàn thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc vậy ta nên cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia tự bỏ gia đình sống không gia đình một thời gian sau người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa và xuất gia, tự bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Bati Mokha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc này Vasetha, thế nào là tí kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Vasetha, tí kheo tự bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, vân vân, do lạc thọ, tâm được định tĩnh, vân vân. Xem kinh Sa môn quả, đoạn 194 đến 225 với những thay đổi cần thiết. Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân này vasetha như người lực sĩ thổi tù và khiến tiếng được nghe khắp bốn phương không có gì khó khăn cũng vậy này vasetha đối với mọi hình thức của sự sống không có ai mà vì ấy bỏ qua hay bỏ sót, không biến mãn với tâm giải thoát câu hữu với từ. Này Vasetha, đó là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Lại nữa, này Vasetha, vị tỷ kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, với tâm câu hữu với xã. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư Như vậy cùng khắp thế giới Trên, dưới, bề ngang Hết thảy phương xứ Cùng khắp vô biên giới Vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu Với xã, quảng đại, vô biên Không hận, không sân Này -xét tha Như người lực sĩ thổi tù và Khiến tiếng được nghe khắp bốn phương Không có gì khó khăn Cũng vậy Này -xét tha Đối với mọi hình thức của sự sống, không có ai mà vì ấy bỏ qua hay bỏ sót, không biến mãn với tâm giải thoát câu hữu với xã. Này Vasetha, đó là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. 557 Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Tỷ kheo an trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gotama không có dục ái, có hận tâm hay không có hận tâm tôn giả gotama không có hận tâm có sân tâm hay không có sân tâm tôn giả gotama không có sân tâm có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm tôn giả gotama không có nhiễm tâm có tự tại hay không có tự tại tôn giả gotama có tự tại này vasetha Ngươi nói tỷ kheo không có dục ái, phạm thiên không có dục ái. Giữa tỷ kheo không có dục ái với phạm thiên không có dục ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gotama có thể có được. Lành thay Vasetha Này Vasetha, thật vậy, tỷ kheo sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với phạm thiên, thật có thể có sự kiện ấy. 558 Này Phasetha, ngươi nói tỷ kheo không có hận tâm, phạm thiên không có hận tâm, vân vân, tỷ kheo không có nhiễm tâm, phạm thiên không có nhiễm tâm, vân vân. Tỷ kheo có tự tại, phạm thiên có tự tại. Giữa tỷ kheo có tự tại với phạm thiên có tự tại, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gotama có thể có được lạnh thay Vasetha. Này Vasetha, thật vậy, tỷ kheo sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, sự kiện ấy thật có thể có. 559 Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn Vasetha và Paradasa Bạch Thế Tôn Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama tôn giả gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được tôn giả gotama dùng nhiều phương tiện trình bày và nay chúng con xin quy y tôn giả gotama quy y pháp và quy y chư tỷ kheo mong tôn giả gotama nhận chúng con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng.